chơi màn này ngu người luôn á. Chắc cái này đi đụng nhau không biết đâu. Như con khỉ chợ giá mà đứng kế bên nó học chơi rồi mới vui á. Mẹ kiếm được mới sợ, hơi bị khó kiếm á. Ôi nghe tiếng súng nổ rồi. Thấy được mới sợ. Má mày còn to. Má mày nó còn to má. Anh còn không thấy anh nữa đó chị em. Em má mày sáng đi cho em đi kiếm đi. Ôi ghê quá. Ủa, bây giờ mình trốn đây. Bây giờ mình trốn, mình thấy con biết mình trốn ở đâu luôn. Còn mấy người vậy? Chữ R, chữ R, chữ E. Ông Quang nấp chung với tôi hả? Không muốn chết luôn á, ai giết em đi. Em cũng không muốn cầm súng đâu. Anh không có bật được cái đèn ha, anh mới vừa bật được cái đèn rồi giết anh rồi. Chứ lại không. Không ơi, nói thiệt em muốn trốn đó, em muốn bắn đâu. Cũng hơi vui. Cảm giác chỗ nó vui như cảm giác chạy kim đâu vui. Vui éo. Đi chung ở đây, chung ở đây. Vui con khỉ. Mắt đầy rộng. Đi đâu vậy? Đi chung được cái. Đi đâu vậy cha? Thôi à. Em bị lạc rồi. Em cảm giác là em đang bị lạc cơ đúng không? Cổng xanh không mở cửa sao đi qua đấy.
tội nghiệp ông. Không, em bị cái đèn, cái con chuột này nó bị thương. Anh em chuẩn bị dùng lên đi săn nó nè. Mấy con hỷ. À. Xong rồi. Lấy gì làm lên tất cả. Ông Hoàng ông nhảy như gì vậy? Rồi. Ông mới vừa đi ra này, mới vừa đi toilet ra. Rồi lấy gì làm lên tất cả. Mới vừa đi toilet ra. Mẹ. Ba thằng chốt chung đó. Cầm súng nữa rồi. Ây à. Hồi nãy mình xuôi mình đi ngay cái hướng nó đi. Ghê vậy. Hớn hàng lên hàng. Cảm giác nó ghê luôn. Rồi. Còn một thằng Khải. Khải ơi. Cái đó hồi nào nó cũng đứng tim rồi. Trời ơi. Ngủ láo ghê. Nhìn như Linh. Tối thui luôn. Má Khải nó đi đâu mà xa bắt xa lơ gì đố phong mà tìm được. Đảm bảo ông Phong không tìm được. Em đâu cần tìm được đâu. Làm tiền kìa. Rồi lên hấp gì mới đi Khải. Khải nó yếu không trên. Nó rồ rồ rồ. Dọc không không. Nó thấy không nó bị quá lại. Nó không biết đường đâu. Đưa lên bắn lén nó đi. Đặt cho cũ nó rồi, chết từ từ. Mười cái mắt thì mang hít chứ trời.
gì hoài luôn á, đi ra đi ra. Ê chỗ cũ nữa rồi. Anh nói đi vô là ra. Cái nồi cơm điện thì không biết Khải đang đi đâu. Chỗ này là cái chỗ này là chỗ mấy với Linh nãy nữa. Rồi lạc đường rồi, nó lạc đường rồi. Biết nó đi Khải. Trời lớn cầu hang nước kìa, gì chơi. Ôi mình đang chơi trò gì đây trời. Rồi. Đéo vậy. Chút nữa rồi. Vậy ông Linh nghỉ hả? Ừ. Hết tiền nghỉ đi, hết tiền cuối rồi. Mẹ nghỉ. Hết tiền cuối rồi, về bố rồi. À. Chạy đi cha. Chạy cái gì mà chạy, sao mà chạy được. Tôi mở đèn lên là nó thấy tôi liền. Nãy nó rượt sau lưng tôi nhớ. Dở quá. Hay quá. Rồi xong luôn. Rồi xong. Tới chóng mặt chính mình thường mới còn chóng mặt nữa vì lạc nữa đây này. Điện à, em phun hết cái mặt, em phun hết cái mặt này. Yeah. Nãy nó vô lần mà nó không thấy mình rồi. Không, nó chưa siêu quá. Rồi đó, dễ tán. Trời ơi, trời. Uzin now luôn rồi, đéo thèm điện like luôn. Ngủ đây. Bị sao chết không? Đó.